Ngày hôm qua, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến nổ nồi áp suất đã xảy ra tại một cơ sở sản xuất bánh tráng ở Long An. Vụ nổ này đã khiến một người bị sức ép hất văng khoảng 15 mét và tử vong tại chỗ. 4 người khác bị thương nhẹ đã được về nhà. Theo chủ cơ sở, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân sự cố. Hiện tại, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập cá nhân cung cấp nồi áp suất để điều tra và làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt ở hiện trường xảy ra sự cố nổ lò áp suất ở Long An, khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Thì sau sự cố một ngày thì hiện trường nơi đây vẫn hoang tàn như thế này. Xưởng bánh tráng này từng là nơi kiếm sống của hộ gia đình 6 người, nhưng giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát và hoang tàn. Sự cố nổ lò áp suất đã cướp đi sinh mạng một người hàng xóm của bà Trần Mỹ Hương. Và có lẽ, đối với bà, người chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn chưa thể hết bàng hoàng. Những anh chị em nào mà nếu mà có ra cái máy thì phải kiểm tra được lại thôi. Nó là mua đúng chất lượng thôi chứ gì hết đó. Tổn hại thiệt là nặng. Chắc cũng 100% là nguyên cái dàn máy rồi, là nhà cửa chưa tính. Giờ thì nó vẫn vậy, giờ mình cũng chưa biết làm sao. Từ đó mà vô nhà tôi là khoảng 100 mét. Đó. Mà nó nổ một cái là trong nhà tôi rung lên luôn. Có xây vách chắn kiên cố cỡ nào nữa nó cũng bùng. Cái vấn đề mà làm trong cái lò bánh tráng nó đông đông ha, là có thể chết nhiều nữa. Áp lực từ vụ nổ cũng khiến các cửa kính, đất đá và các vật liệu xung quanh bốc tung văng xa hàng chục mét. Theo thống kê ban đầu, có 3 căn nhà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố. Các hộ dân này đang tiến hành khắc phục mái tôn, tường nhà và các chỗ bị hư hại để tiếp tục ổn định cuộc sống. Sau sự cố, có lẽ lo lắng là những gì luôn thường trực trong họ. Giờ mình lo lắng thì cũng như là người ta đã bị vậy rồi thì mình sau này như thế người ta có làm nữa mình cũng phải là cẩn thận, mình cũng đừng tới lui nhiều. Cái này mới bằng có 2 tháng mà sau sự cố đã ra như vậy á, thì giờ như mấy cái lò kia giờ ta cũng lo lắng. Nghe vậy mình cũng hơi sợ, nói sao mà lò tráng nguy hiểm quá, sao mà nó nổ này kia, còn mấy người kia thì nó hôm trước cũng bị chặt chẹt mà nhưng nó ngoài cái luồng nhỏ thôi. Theo chủ cơ sở, xưởng chỉ mới đi vào hoạt động khoảng 2 tháng. Nồi áp suất được đặt mua từ một người quen ở Trà Vinh, không biết rõ nguồn gốc và xuất xứ, chỉ thông qua một vài kinh nghiệm của cá nhân người bán. Bên công an cũng điện qua là ông nói là ông mắc đi đám máy chỗ khác. Nó là ông không lên, ông nói hẹn từ 15 đến 20 bữa ông mới lên. Nó rồi ở đây bức xúc quá. Nói chung là nếu mà mua thì phải có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng, chứ tôi là tôi bị rồi. Thiệt hại là điều đã thấy trước mắt. Nhưng có lẽ không phải chỉ ở Long An mà còn rất nhiều nơi có lò hơi, nồi áp suất hoạt động nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Việc mua những thiết bị áp suất không rõ nguồn gốc, xuất xứ như những quả bom nổ chậm có thể gây nguy hại lớn đến cá nhân và cộng đồng.